Em nha anh em. Rụng nha anh em. Rụng nha anh em. Anh em mình đi nhặt sóc. Anh em mình đem được 4 con nha. Con nha anh em. Đây. Đây. Đây một con nữa anh em ạ. Em ở đây được 3 con. Đây, hôm nay mình đem trên cây này. Nó được dưới đây này. Để mình tìm đến tại là mình quay cho các bác xem nha. Đây mình thấy rồi anh em ạ, rất ngay góc luôn. Đây em nó này. Đây anh em ạ, đây to nha, sắp ở đây sắp bụi nha. Đây cái quỷ của mình này. Đây
được nha. Đây con nữa nè, đây con nữa. Đây, trong túi một con nữa nha anh em. Con sóc này nè. Bữa nay mình bên cái này là mình không lắp được máy quay cho anh em xem nè. Đây một con sáo nè, sáo trắng. Đây mình không quay được. Đây, thành quả của mình buổi sáng hôm nay nhé. 5 giờ sáng, giờ 8 giờ nhá. Giờ 8 giờ đấy. Chung giờ cũng muộn rồi, con sóc nó không về ăn. Có gì mai, sáng mai mình bêm sóc quay lại cho anh em xem tiếp nha. Mình xin kết thúc video tại đây nhá. Mong các bác ủng hộ mình